Ở đây thì đây là tất cả các thiết bị ngoài trời phía 220 của Bình. Thế có biết là trước các anh đã từng vận hành hay là làm cho các cái nhà máy hay là vận hành trạm biến áp nào chưa? Có không thế thì có một số người thì có, một số người chưa. Về các cái nhận biết thiết bị ở thứ nhất thứ này các anh nhận biết rồi hết các thiết bị rồi. Về nhận biết thiết bị các thứ ok rồi đúng không? Đấy thì em với bây giờ em về các cái thiết bị thôi ok rồi thì em sẽ hướng dẫn các anh là thao tác. Tại thiết bị ngoài trời thì ở đây thì sẽ có là máy cắt, dao cắt ly, dao cắt điện. Đấy, mình giao luôn ngăn lộ đường dây đi, cho nó đầy đủ. Đây thì kia là cái dao cắt điện. Đây rồi. Bên kia nó đóng đấy. Không được đóng. Bên kia tiếp bị làm đường dây á. Đang làm đường dây không sao. Mình chỉ cần dẫn một cái thôi, một thiết bị thôi. Đây thì tại đây là vị trí giao cách ly 272/2 thì gồm có giao cách ly 272/2 và giao tích đất 272/25. Đây thì ở tại đây mình đang đứng móc điều khiển để giao cách ly 272/2. Đây thì em hướng dẫn sơ qua về các cái phần của nó. Thứ nhất là về cơ cấu chuyển động này, thì gồm có trục chuyển động này. Ăn bây giờ các cái trục chuyển động đưa lên trên. Thứ hai là sau đấy là đến hộp điều khiển, và điều khiển thì ở trong này nó có động cơ. Với thứ hai là các cái mạch điều khiển, đây là các mạch automat MCB cấp cho phần động cơ, nguồn điều khiển và nguồn xây chiếu sáng. Ở đây là có khóa local remote và off, nghĩa là đây là khóa và mình sẽ là khóa cho thao tác tại chỗ. Thứ nhất là local là thao tác tại chỗ là tại vị trí này, điều khiển bằng điện. Thứ hai là remote và thao tác từ xa là sẽ thao tác ở tại vị trí trên này. Nghĩa là mình sẽ nhượng quyền lên trên thôi, còn vị trí mình tiếp tục thao tác ấy, thì đó là lựa chọn, nghĩa là tại tủ điều khiển bảo vệ hay là tại hệ thống máy tính hay là tại trên A2, điều độ A2, A0 điều khiển xuống. Ở đấy là tùy theo cái nhượng quyền tiếp theo. Ở đấy mình chỉ biết là mình sẽ là cho phía trên điều khiển, tại đây mình sẽ không điều khiển nữa. Ở đây mình sẽ có thao tác ở điều khiển local là tại chỗ. Nhưng máy tắt lại tắt. Đây là bóng ở đây tắt nắng. Đây thao tác bằng điện. Thứ hai là nó sẽ có một chức năng nữa là thao tác bằng cơ khí. Cơ khí thì ở đây nó có một cái nút bấm, là nút bấm cho cái cuộn hút. Đây không biết bằng cái này trước cuộn hút. Khi mà để sang chế độ on thì sẽ lại không phải điều khiển bằng điện, local hay remote nữa, mà mình sẽ điều khiển manual, nghĩa là điều khiển bằng tay. Chỗ thì mình sẽ bấm đây thì cuộn hút này sẽ hút chốt ra. Thì cái điều hút chốt đấy. Cái điều hút chốt đấy là để cho khi mà mình đút cái tay thao tác đây, nó sẽ không bị hãm vào cái chỗ này đẩy vào. Anh em vận hành là coi cho kỹ cái thao tác này nhé. Cái này nó đang nhả được một phần nữa đấy. Ừ đúng rồi, cái này quay khó lắm á. Giao tiếp điện quay dễ nhưng mà cái này quay khó lắm. Đây nè, nhánh này nó quay khớp rồi là không, được rồi. Mình chỉ để bút tay thao tác mà thôi. Bút thao tác thôi mà. Đây là chiều quay cũng được rồi. Là chiều cắt đơn mà. Đơn mà. Đó gì đó. Ý là lúc trước khi đút nó không có đây đâu, anh phải ăn cái đúc này nó quay cái khớp rồi nó mới đây. Ăn cái đúc này để cho nó đây kìa. Nó là nó sẽ có một cái chốt ở đây để mình đút tay thao tác, mình không bấm cái này, mình không đút được cái tay này vào. Liên động điện thôi. Và để bấm đồ hút nó thì phải có liên động. Tức là nó làm vậy là lúc mà em đang thao tác bằng điện á thì em không được thao tác bằng tay. Lúc đi một
tất cả các giao công ly tiếp đều đều có cái khóa là cái đó nút đó. Nút quay này cái bạn cho nó off đúng không? Off là xong rồi. Off thì mới ấn được cái nút. Off là nút của trên. Là nghĩa mình chuyển sang chế độ thao tác bằng tay. Sau đấy mình ấn nút trên để mở chốt, xong mình nhét tay thao tác bằng tay vào. Nhớ. Thao tác hết hành trình, nhưng mà chúng ta bảo hết rồi là cái hành trình động cơ, hành trình điện của nó vẫn chưa vào hết, nó chưa chuyển tiếp điểm khi nào nó cứng là biết cả cái báo báo mình chưa thao tác hết hành trình đó, giờ nó cứng rồi, cứng rồi, lai nào phần này nhé, chúng ta thao tác được rồi, anh chờ lách, anh chờ thao tác thử, khi mà anh nhét vào không bấm nút thì anh sẽ không được đẩy thao tác vào, nó bị nhả nút được xuống, nhả nút xuống. Nhớ chưa, theo cái nước ít thì em ra 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 thao tác này chúng ta là khi mà cố ấy thì mà mình không thể là thao tác bằng điện thì không nhìn cái này em cũng đang nhìn thôi, có nhiều lúc mình không thể thao tác là lúc bạn thao tác điện được thì lỗi mạch mẽo vấn đề gì đó. Anh có thể thử thao tác. Đi vào thao tác ở đây. Hơi mỏi tay đấy. Tan hết cơ. Đồ vận động ai như hơn từ. Để cho nó thao tác. Tuy là mình nó giống giữ luôn. Trước tiên là cái khóa này nó sẽ không phải trên máy này. Thường nó sẽ ở trên máy này. Tại vì anh đang điều khiển trong nhà mà. Thì sau đấy thì anh mới bắt đầu lượn. Khóa thì nó nhấn hút rồi sẽ hút. Phải nhấn và giữ. Nhấn này thao tác và. Bắt đầu mới bỏ được cái tay ra. Cái đầu, không một đầu nào mà. À, bắt đầu để ý chiều quay đóng và cắt. Ở trên ở cái bên hông đấy. Đấy, còn lâu vào vẫn. Đóng. Cái thời điểm đầu nó quay lâu chạy lắm. À đúng rồi. Đúng rồi, nó chịu nó quay được chút xíu đó rồi mình nó chạy được. Rồi là rồi. Tắt đi. Cái thiết bị này sao nó chưa đấu ta? À phải nhớ đến mấy cái CV này nhá. CV nào cấp nguồn cho động cơ, CV nào cấp nguồn điều khiển, CV nào cấp nguồn cho chiếc xoay chiếc xoắn. Mai mốt cái dán luôn. Thấy CB nó cái này cấp nguồn cho động cơ. Dạ. Này cho động cơ tổ này không mà đâu có liên quan tới siêu sáng tại mà. Đây chính xác tại đây là sao em có? Cũng chưa biết là có một CB xoay chiếu sáng này anh. Chưa, chưa biết là cái CB nào cái này. Thường là nó F1. Thường là F1 rồi. Nhưng mà vô qua bản vẽ rồi đẹp dáng. F1 sẽ là của F2 là một điều kiện. Quay hết cho anh. Đúng đây chưa? Đúng rồi. Anh có thể thao tác quay cắt. Mở ra luôn. Mở ra là mình cũng vậy thôi. Rút ra như vậy thì mình phải vắng ống lòng cái này mình nhắm vào. Đây, em mở đây. Để về quay ngược lại không mọi người. Để kiểu là cái này nè. Tay tao nó vẫn đang nằm trong vị trí. À, giờ này để nó rút ra. Quay dễ rồi, chuyển rồi ra thì anh thấy rồi. Những cái lúc đó. Mình thử đi. Thử rồi. Hai ca.
cái tiếng nó kêu hơi nhỏ nè. Do cái máy nó đang đập. Có thể gửi data hoặc cho thầy giao tác và được chuyển đến tiếp theo. Thầy buổi giao tác tiếp không? Mọi người thao tác làm đi. Tự nó làm đi. Một tay cầm ở cái khúc cửa này cho nó khỏi bung ra nè. Bấm lại cái nút. Cái này úp vô nó hay bị rớt ra kiểu này. Nó hăng quá. Thấy à, cho cảnh quá. Không phải là chạm trưởng. Máy là chiếc ca. Trưởng ca. Chạm quay một chút ngon đúng không? Trưởng trạm là giám đốc luôn à? Đó là giám đốc của họ đó. Quản đốc luôn. Đây giám đốc đó. Thì bây giờ giám đốc của mấy anh là coi như là giám đốc thì không phải vận hành đâu. Giám đốc đâu vận hành. Nữa nữa chưa do cái nào mà chắc phải mốt. Oh, no.